Hôm nay nhà bếp 89 sẽ giới thiệu đến các bạn cách hướng dẫn sử dụng và vệ sinh robot, làm sao cho robot nó hoạt động êm ái nhất và bền bỉ nhất. Đầu tiên, đây là cách hoạt động. Nó có sẽ, nếu mà dòng Miron 18501 thì nó sẽ có bục nước riêng này, hộp nước riêng này, hộp bụi riêng này, khăn này, là khăn riêng này. Thì khi mà mình cần hút thì mình cho một cái hộp này, đây mà mình cho vào đây. Nhưng mà lưu ý á, nhà sẽ giới thiệu kỹ luôn ạ. Đây ạ, mình phải vệ sinh hàng ngày ạ. Đây ạ, rất bẩn luôn. Vệ sinh cái này là hàng ngày là một là đổ, hàng ngày là một ạ. Cái nữa là cái bụi này, là cái lọc bụi. Lọc bụi là khoảng độ 2 đến 3 ngày hoặc là 5 ngày một tuần là phải đập, đập nó như này. Đấy, đập cho nó hết bụi đi. Thì cái lọc bụi mình sẽ dùng được lâu. Thì nó sẽ, khi mình đập bụi đi thì cái lọc này thì nó sẽ chạy êm ái hơn. Máy mình sẽ không bị gằn hơn ạ. Và lưu ý nữa là thi thoảng phải vệ sinh. Đây ạ, cái này là hay để ý. Cái này mà chụp cái chổi này nó quay nhiều, nó quấn nhiều cái rác hoặc là cái tóc vào ấy, thi thoảng vệ sinh đi, không nó bị kẹt là nó sẽ bị cháy motor ạ. Đấy, lưu ý rất là nhỏ, đơn giản thôi. Nhưng mà thường là khách hàng không để ý ạ. Đây, khi mà mình dùng thì mình cho vào đây. Cái này thì thích dán lúc nào cũng được, kể cả con lau hay không lau thì mình vẫn dán bình thường. Và lưu ý nữa, một cái nữa là cái nước này khi dùng xong là phải tháo ra ngay, không để ở trong bục, vì cái nước này tự động nó phân phối đây, đây và đây, nên là ấy, mình để nó sẽ bị chảy xuống nền. Đây, khi mình dùng thì mình lột cái này ra vệ sinh, giặt đi ạ. Cái này nó có sơ cua, cái này tất cả các phụ kiện này đều mua được ngoài ạ, nhà bếp 89 đều bán ạ.